Annyeonghaseyo, xin chào mọi người trở lại với livestream của mèo. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một livestream mới nữa. Nếu như mọi người thích livestream của mèo, các bạn đừng quên thả like và sub cho mèo và cả team của mèo. Và đặc biệt là mọi người hãy bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem hết video quảng cáo cho cái livestream này nếu có. Và trước khi xem livestream thì mọi người hãy giúp mèo share livestream trên tường Facebook cá nhân và tất cả những nơi mọi người có thể share được, để cho những bạn không nhận được livestream của mèo vô share stream nha mọi người ơi. Share stream đi nè. Mình sẽ livestream không có cam nha mọi người. Chúng ta sẽ lại tiếp tục livestream không có cam. Tại vì hôm nay đi rồi, mọi người ơi, mọi người share livestream giúp mèo đi nha. Share nhiều nhiều vô mọi người ơi. Share càng nhiều thì ngủ càng ngon nha. Đúng rồi, share nhiều ngủ ngon. Nhớ là trước khi ngủ ngủ ngon, ăn nhanh chóng lớn. Nhớ trước khi ngủ xem livestream của mèo, share livestream của mèo và like thật là nhiều. Video của mèo. Xe kim của mèo là trường sinh bất tử. Đúng rồi. Nè, cái gì ta? Cái gì à? Subscribe chị Panda là ăn ngon mau lớn. Nhảy gì à? Subscribe chị Panda hả? Subscribe cho chị Panda. Subscribe chị Panda để ăn no chóng lớn. Subscribe của chị Panda là trẻ mãi không già. Trẻ mãi không già. Chị Panda. Xe stream và xe video của tụi mình là trường sinh bất tử. Like luôn là hành tiên hành Phật. AT. Cảm ơn đây không cam, không cam. Thử thách livestream không cam nè, chịu không? Ok, bắt đầu trò chơi nè. Trò gì cũng được. Quá wow, Tú hả? Cảm ơn Tú nhiều nha, đến mở hàng. Cảm ơn em luôn. Anh Yasio Tú rất là nhiều luôn. Lần trước em cũng là người hả góp cho chị rất là nhiều. Cảm ơn em luôn nha. Ở phía trên của mình là layerdu.com sẽ vào sao đó chính là link donate cho mèo. Bạn nào biết thì bạn đó hãy lên Google search cái link đó để donate cho mèo. Bạn nào mà muốn donate cho mèo nhanh thì mấy bạn hãy lên YouTube và search cái video clip mới nhất của mình, kéo xuống phần mô tả. Cái link đầu tiên ở phần mô tả đó chính là link donate. Wow, Phạm Thuận đôi... Cảm ơn nhiều nha Phạm Thuận ơi. Nhưng mà bạn Tú mở hàng trước em rồi. Lần sau xem hai bạn, bạn nào mở hàng nhanh hơn nè. Bạn Tú mở hàng lẹ quá, Phạm Thuận chỉ sau bạn Tú vài giây thôi, nhưng mà cũng coi như là mở hàng, đúng không? Mình mở hàng sau vài giây. Ok mọi người, xem stream chưa? Giờ bắt đầu vô trò chơi nha. Còn 3, còn 1 layer nữa chuẩn bị bắt đầu. Mọi người share đi. Layer vô lâu lắm, mấy bạn share stream đi. Xem stream giúp mèo nha mọi người ơi. Đón tiếp, oh my god. Cảm ơn Tú nhiều lắm luôn nha. Vừa mở hàng mà vừa đón liên tục luôn. Không lẽ bữa nay cái livestream của chị sẽ toàn là tiếng đón không ta? Mấy bạn bữa nào mà thử làm cho chị cái vậy đi. Nguyên cái livestream của chị toàn là tiếng đón. Trẻ mãi không già mèo ơi. Khoan, hồi nãy mình nói là để coi xe livestream và trường sinh bất tử. Còn hả live video, cái gì live video với xe livestream và trường sinh bất tử đúng không? Còn quên, xe livestream với xe video là trường sinh bất tử. Còn live video nữa là hành tiên hành Phật. Vậy còn donate nghe là hành gì chị Panda? Oh my god. Gì vậy? Em té. Vậy đâu nét cho em là hạnh vậy hết. Thành học sinh giỏi nhất năm. Thành người bất tử. Không. Không. Thành Donate cho mẹ thì hạnh gì ta? Mấy bạn nghĩ danh hiệu donate cho mẹ thì mình sẽ hạnh gì? Thành hoa hậu đi. Đâu. Có gì mà Mỹ nam với mỹ nữ đi. Mỹ nam mỹ nữ. Wow. Quẹo chạy chị bắt đá. Chị đâu rồi? Em đi đây rồi. Có đồ tính gì mèo? Chạy chị bên đâu rồi? Hướng này. Con ta lét nó cơ. Con ta lét, chị đâu? Chị đâu? Mẹ có chút tin nào lẹ lên theo em. Trụ có đồ con không? Đêm này. Đến với nhau đêm này. Nào ta cũng phải ngất ngày. Kiếm sắt nè chị bên đâu. Kiếm sắt. Đồ ca quên mở gương. Kiếm sắt nè. Lấy đi. Lấy đi, đặt đồ vô. Ôi, có phong tú nha. Chị mèo kêu chị Panda stream đi. Chị Panda có muốn livestream không? Chị Panda. Bữa thì chị sẽ livestream. Ủa đợi bỏ dài bữa. À đúng rồi, mấy em đợi xíu đi. Chị Panda cũng sắp stream luôn. Chị chưa chuẩn bị tinh thần. Chị chưa sẵn sàng. Chị chưa sẵn sàng. Này chị Panda, chị đâu rồi? Đây nè. Nhìn em xem. Bận vô. Xài vô. Đó, lấy nhiều nhiều vô. Đó, ok, let's go. À, có thằng kiếm kim cương. Chị lấy kiếm kim cương không? Chị lấy không? Để em cho chị kiếm kim cương. Chị Panda ơi. Kiếm kim cương phải tu bị công tử núi. Đứng lại cảm ơn bé. Rồi lấy cho Panda. Lấy liền. Thật ơi, em chị Panda hả? Hợp vô trường sinh bất tử. Xong. Mẹ có len sang bay mẹo. Gì chị Panda? Tôi đang tôi đang không rõ xong toàn. Chết cha xong lên không được vậy nè. Trang Lê, hello chị, hello Trang Lê nha. Chị Panda có chơi kim cương vậy chị Panda? Trang Lê đánh nét cho chị nha. Em cho chị chơi kim cương nha. Nấu kim cương luôn nè chị Panda. Sao đang tốt dữ vậy? Tự nhiên cho bọn Panda cái chân kim cương với cái đó. Tại vì đằng nào cũng chết rồi mèo ơi. Cho công vậy à. Chị Panda, nóng sắt trong rương, nóng sắt
công lương lấy đi, lấy đi. Cảm ơn, lấy đi. Mấy bạn đang nghĩ được cái danh hiệu cho những cái bạn donate chưa nè? Mấy bạn ơi. Ồ. Ai mà donate cho mèo là sẽ thành trưởng làng. Ồ, thành trưởng làng. Mấy đứa chị không kêu, ba ba mới hỏi chị không kêu. Cảm ơn Thi và cảm ơn ba ba của Thi rất là nhiều luôn nha. Ba ba của Thi là một trong những người đã ủng hộ là donate cho chị rất là nhiều. Trai nhất luôn á. Mấy bữa. Đúng rồi, thiệt. Giờ là ba em là danh hiệu đẹp trai nhất năm em ạ. À, có cái thằng đó mày đứng lại mày. Trời trời. Mày đứng lại cha biên ủ quên đi. Cái gì già mắt tê. 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 Trời ơi, tú rồi tú. Các bạn đã đến đây cho chị nhưng mà em quán một câu xin rờm người đầu đôn làm má thiên hạ hay là kinh khủng em à. Không, mình bỏ qua đó đẹp. À, để coi cái danh hiệu cho cái người đó né cho chị để làm gì ta. Người đó né cho mèo thì sẽ được cái gì ta. Bi ngon. Rắc liền rồi, nó bơi trên cạn luôn rồi. Em không có thông báo vào trễ. Oh my god, thấy chưa, có mấy bạn không có thông báo cho mèo kiều quá à. Sao chị Panda? Chị sao? Tính lấy đồ của em Bí đó. Ê, trong đây có em Bí nè, em Bí thì cũng đang bơi trên cạn đó nè. Em Bí thì đang làm cá mắc lãi. Đang làm cá mắc lãi. Tôi giết được 2 kill rồi đó. Ủa, nãy giờ, ủa sao em có 1 kill rồi ta chị Panda? Ủa sao chị giết nhiều lắm mà ta có 1 kill hả? Ủa, nãy giờ em cũng có 1 kill luôn á. Sao kỳ? Giết cái hai bé luôn á. Cô buồn. Trời ơi, cái con thái tử à, thái tử à, thái tử à. Nãy giờ chị đánh rất là trợn. Thôi chị trợn mà em. Nãy giờ em mèo chị Panda đánh rất là trợn. Gặp đến giờ cũng rất là trợn. Rồi, đi kiếm em hôm nay mấy em donate cũng rất là trợn. Đúng rồi, mấy bạn donate sẽ rất là trợn. Đâu rồi? Đâu rồi tâm? Ây, dạ dạ. Sao chỗ này vắng quá mèo. Ừ, vắng tanh như cái dụng. Ê, dạ. Ê, đợt đợt các bạn, đợt các bạn vô dứt. Đâu, đợt đâu, đợt đâu, đợt đâu, đợt đâu. Đợt đâu, đợt đâu, đợt đâu, đợt đâu, đợt đâu. Đâu rồi, đây hả? Chị mới thấy mà ta. Nó mới, đâu. Ủa, đâu có hả? Thôi, chị phát vô nè. Chết kỳ quá. Chị nói gì chị bên ta? Chị nói gì? Nói là kẻ đập chết kỳ quá. Kẻ đập chết kỳ quá hả? Ủa, khu này là khu gì mà sao không có gì nữa ta? Nó vắng quá thôi sao mà ổn tần. Ừ tần, vắng thì ớn luôn á chị Panda. Tiếng gì vậy? Tiếng mốt kia tiếng gì? Vắng mà nghe nó sao sao đâu ta. Dùng. Trở thành mèo con dễ thương. Ai đâu thành mèo con dễ thương hả? Không, có nhiều bạn thích mèo con rồi sao? Có nhiều bạn thích những người đâu sẽ làm gì ta? Những đứa không thích mèo con thì sẽ là chó con. Cái gì thần tiên giá tái thế hả? Ô mày đúng rồi. Ai cầm lên đây cầm lên đây. Demon. Những bạn nào đốt cho mèo đó chính là thần tiên tái thế. Kim okay. Đồng ngọc nữ. Kim đồng ngọc nữ thần tiên tái thế. Từ giờ mày sẽ gọi những bạn đó đến quá. Đúng ở bảy cô luôn. Cô làm dương quá đâu đó. Cô làm dương quá không có phù hợp. Gì vậy? Tại thiên tam tạng. Bắt cái xe tăng. Cái đó là chị đang khen hay gì đang miệt rửa vậy chị Minh? Đang khen á. Vậy hả? Lời khen của chị nó có giá trị lạ lùng quá ha. Nó ngược ngạo ghê luôn. Chị Minh quá trời đồ nè, chị lấy chị Minh chị coi chị xài được nào chị lấy. Lạ thiệt, còn 4 ly ơi. Còn 15 giây nữa. Chị quên lấy trời ổng. Chị Minh ơi, 15 giây nữa là mình sẽ vô hả? Quánh cú chót rồi chị Minh. Đúng rồi. 15 giây. Ai là người tạo ra cú chót không mà? Ông Mút, đúng không? Ông Phúc Mùm. Đúng vậy. Mẹ con nhỏ hồi nãy mà mình quánh nó đây nè, phải không ta? Tôi là ba tôn sai nè, bởi vì okay. Tôi tạo ra cú chót đó. Cố lên đi mẹ. Bạn chị vợ. Ờ, hình như không phải em. Gấu trúc nè, ai đây, ghét hút là bỏ qua đi. Đánh này trước. Ê, mày giỡn gì vậy? Đánh nó lên cái nón kim cương. Trời ơi, bà nội đứng lại coi. Đánh nó lên cái nón kim cương mấy bạn. Phải nói, phải nói lên đi. Dạ mà tê, dạ mà tê, dạ mà tê, đánh. Ủa nó hút, nó, ê đừng. Đừng quánh tôi nha, ai quánh tôi hận người đó luôn á. Đừng quánh. Đừng đánh nha. Rồi mẹ chị Panda tỉ thí nhau đi. Gì vậy? Sao quýt chết trời. Hai người yếu sao quýt chung được. Đúng rồi. Hai người quýt một người. Hai người yếu xèo thôi. Chết rồi. Chị Panda lại đây lục đồ chị Panda. Trời ơi, nó lấy nó lướt thính rồi, nó lướt quá rồi, lướt luôn nè. Chị coi kìa. Giờ chị này đúng rồi, lấy chi. Trời ơi, đồ với nhau nha. Mèo. Quýt đâu rồi ta? Rồi mèo. Chê, thấy rồi. Rồi, nhanh, nhanh, nhanh. Gì vậy? Dạ. Công nhận ba ba em lại. Chị không hiểu tại sao mà ba ba em có thể có một cái gọi là ta một tâm hồn đáng yêu như thế. Ba ba em không những là đẹp trai mà ga lăng mà đáng yêu mà phải nói là hả ông bố của thưa thế kỷ luôn em. Chị hút ông làm gì đứng em đâu rồi hút đây. Tôi đang sửa máy tính mẹ ơi, con này nó phá quá. Trời ơi chị Panda. Gì vậy? Thái tử nó rút dây máy tính xuống hút nó xuống nó cắn. Tú em ơi là hết tiền rồi chị ơi, ba em tập tiếp không sao đâu. Tú ơi em xem livestream của chị là chị vui lắm luôn rồi, hiểu không em?
xem đây đi, có gì lại xem mày. Đi vui lắm luôn. Tao lại mày. Thái tử rút dây máy tính không có thể ngồi nó cắn kìa. Đối với bạn Thái tử là ai? Ờ quên, chắc nhiều bạn chưa biết Thái tử là ai đâu. Đợi sau khi xong rồi nè, dứt nè mèo ơi. Đợi sau khi mèo đăng cái clip ở trên Pirate ở trên TX Vlog thì bạn chắc chắn sẽ biết Thái tử là ai. Nhưng mà bây giờ mèo sẽ cứu chị Panda bị dở vậy vì ông Deadpool chơi lén. Ủa mày gót, cười không ngờ luôn á, gần đây thật có là hoặc là có nhiều phụ huynh yêu thương con cái, con cảm ơn cô và cảm ơn chú rất là nhiều gì đó. Quá làm gì hút nãy giờ đang đứng cảm ơn hút cơn. Tụi mày khoan, có người hãm hại tiền lâm phi kiếm, giỡn mặt cái tiền lâm phi kiếm hả? Lòng quá. Có tôi đứng không? Có tôi không? Gấu trúc mèo chanh không sao sao, ba chị em mình đứng được. Kệ. Đúng rồi. Sao cũng được, miễn sao mình còn đứng trên đây là mình vui rồi mấy bạn. Nó miễn sao mình đứng vậy là mình vui rồi. Nó xấu như trâu vậy đó. Chị xấu như ma nhưng mà xấu như trâu chị Bánh Đà. Chị xấu như ma vậy đó. Thái tử à. Thái tử nó cứ dọc chân em hoài đúng chị Bánh Đà. Em xin lỗi chị, em vô rễ không sao đâu. Mấy bạn xem livestream và share livestream giúp mèo là mèo vui lắm rồi. Rễ gì không sao hết, sớm muộn gì không quan trọng, quan trọng là có coi, các bạn hiểu không? Thái tử là ai vậy? Ồ, các bạn thắc mắc Thái tử là ai rồi kìa. Đợi sau khi chị up clip lên kênh TX Vlog mấy em sẽ biết Thái tử là ai. Chứ bây giờ chị sẽ không bật mí cho em biết đâu, giờ cho mấy em tò mò chơi. Một layer nữa, cần một layer nữa mọi người. Ai vô đi. Ai vô đi, vô đây đánh nhau với mèo nè. Vô đây. À, trong chương trình này có sự góp mặt của mèo channel Get Food VN và Panda Tiện Tì Panda. Panda TG. Tiện Tì Panda. Tiện Tì Panda. Chữ tivi của chị này tượng trưng cho chữ tiện tì á chị hiểu không? Tên này Panda HKT. Chị nói nó lại, chị Panda chị nói lại, chị là gì chứ? Chị là Panda HKT em. Không, chị là Panda HKT anh và em. Lại gì chị hai lỗi luôn phải không? Thái tử là con cún đúng không? Sai rồi, sai trầm trọng rồi em ơi. Sai em quá ơi, sai. Em ơi em à. Em ơi em à. Nhào vô kiếm ăn. Đúng rồi, nhào vô lấy cái kiếm ăn liền luôn mấy bạn. Wow. À, em lấy hai cái kiếm mà chị Panda ơi. Có mấy ai? Mấy cái đồ ủng luôn á mèo. Ủng gì? Ủng kim cương đúng không? Chạy cho Panda, chạy chị đâu rồi? Chị đâu? Hướng nào? Chị đâu? Chị theo hướng của con trâu. Ê cái gì? Hốt nè. Chị đâu? Chị kêu bằng con trâu luôn rồi chị Panda. Không, chị theo. Rồi. Cái tên này, cái tên ủng nè. Ở đâu đi em. Em cần hơn chị. Đúng rồi. Nhưng mà chị thấy là chị cũng khôn mà, đáng lẽ chị phải giữ. Ôi chị khôn quá chị Panda ơi. Em giữ là nó sẽ chắc ăn hơn. Tại vì chị giữ nó nguy hiểm lắm, chị hiểu không? Phải hồ. Đúng rồi, mấy lúc này chị phải giữ đồ. Đi theo em, có thằng á vặn nguyên cái sạc cạp sắt nó tính hả luộc em như vậy kìa chị Panda. Trời ơi. Vũ nó xuống đây. Mày xuống đây. Vũ nó xuống lỗ cho mày. Tao cho mày luôn, tao cho mày luôn nè, ở đó bạn nguyên sạc cạp sắt dí hả? Này thì dí hả? Đây lấy cái áo bận vô coi. Ôi ai vậy? Ủa what? Gì vậy? Ủa, chỗ tôi mà Panda đang chia đồ không làm gì vậy? Đây, ú, chị Panda. Cho chị này nè. Cái gì vậy hút? Thái tử làm gì đâu mà bức xúc vậy? Chị Panda cho chị nè, lấy đôi ủng này đeo vô đó. Rồi lấy cái nón này đeo vô. Đó, đẹp trai liền. Đẹp trai xinh gái đi. Đây. Phao đợi quá trời luôn nè. Cái gì đây? Rồi xong xôi. Còn cái gì đó không? Không có đồ sắt chị Panda, không có đồ sắt. Ừ. Hút làm gì vừa quánh mà vừa kêu Thái tử đi hút. Ông phải kêu nó là Thái tử điện hạ thì nó mới tha cho ông. Oh my god. Ờ có cái thứ mình cần lên rồi. Lên chị Panda ơi. Lên núi nè. Trèo lên. Thái tử điện đụng lên đó con. Ô. Chị ơi, đi mà nha, ba ba chơi chị đăng video. Ba ba nhiều. Oh my god. Ôi cảm ơn em nhiều Hi ơi, cảm ơn ba ba nhiều luôn. Ok, chị sẽ cố gắng đăng video nhưng mà tùy hôm thôi em ơi. Tại vì có khi chị không có sức làm việc á, chị hơi bị mệt mỏi á. Mệt muốn chết luôn. Nhưng mà em và ba ba của em đã là động lực cho chị để đăng clip. Chị sẽ cố gắng đăng thật là nhiều video. Nếu như chị có thể. Oh my god. Oh no. Cái rương trắng này á, ai cũng nuốt sạch hết trơn. Ôi không có gì hết trơn. Trời ơi, chị nói cưng á, cái rương nào rương đấy nó tái nhách. Có gì vậy đó. Giờ chị chờ kiếm bò. Ủa, chị Panda. Chị Panda. Nó tái nhắc là cái ngôn loại ngôn ngữ gì em nghe không hiểu cho nên tái nhắc là gì? Chưa mát á, là sao? Cái gì cũng có gì. Trời ơi gì con chuột vậy mấy em? Ha đúng rồi, có khả năng là con chuột lắm mấy em, nói Thái tử là con chuột đúng không? Nhưng mà anh hút của mấy em đâu có nuôi chuột. Anh hút mấy em mà hút nuôi chuột.
anh hút của em thấy không? Em đang đi nè chị Minh Đa, em qua luôn rồi nè. Đây, nhảy ra mấy cái lá lục bình đó đi. Sau lưng chị có người, đó chính là Redwood Friend, ông nào mua quanh chị. Ủa, chị vậy? Cái gì nào tin quốc chị kìa chị Minh Đa, không ai người sống sao? Người, tôi muốn lấy cái nón của chị lắm. Thật là bí hiểm. Thế tử là con mèo chắc luôn. Phú hồn. Phải con mèo không? Phải không? Phúc hồn, cho em đoán lại đó. Em suy nghĩ kỹ chưa? Giống mấy con mèo lắm. Suy nghĩ kỹ chưa? Nhà này có một con mèo là đã quá đủ rồi em à. Trong cái team của chị có một con mèo là quá đủ rồi. Ui da, rớt rồi. Có mấy ai hết ba? Con bút đó, chị muốn quay lại bút đúng không? Vô đây, vô đây, đây. Ủa đâu cái có nó vậy? Kỳ thái tử là hamster hả? Hamster chị nuôi một đống rồi mà. Hamster chị đâu có thả lan được đâu em. Chị thả lan đó là hồi là coi như là nó tàn đời rồi chứ không hút luôn em. Anh hút của mấy em không thích mấy con hamster của chị. Anh hiếp mấy con hamster của chị lắm. Tội nghiệp nó lắm. Chị đi dọc theo cái hành, đi dọc theo cái chỗ này là chị Banda chắc chắn sẽ có con bò. Oh my god, không có cái gì luôn đó má ơi. Coi mình, ok. Ôi chị là biến mở thùng luôn á. Chị Banda, trong trời trời. Em nhìn cái đá này mà em tưởng cái rương đứa không hàng gì em mở hoài mở không ra. Trời có vậy luôn hả mẹ. Trong cái chỗ này có ai nè chị Banda ơi, trong cái chỗ đó có người kìa. Trong đây nè, hướng nào. Có quân sự nè, có quân sự nè, chị đâu? Chị ngay trong đường quay nè. Em chết rồi, cái gì? Ơ ừ, được, quên chết cha em. Tú ơi, ở trên đó chị không có nhận tin nhắn của người lạ, cho nên là hình như em không chat được trên đó đâu. Nếu mà em muốn chat với chị thì em có thể để lại cái link Facebook của em. Chị sẽ kết bạn Facebook với em nhưng mà chị không có xài Facebook, chị chỉ kết bạn Facebook vậy thôi. Trời ơi, thằng nó giết tôi rồi mèo. Thằng nào, thằng đó khu nó đang ở trong cái khu mà cái nhà máy á. Ở cái Spa em chạy lên có cái nhà máy, có cái trụ hệ đăng á. Bây giờ không có cái áo nữa thôi. Thiệt luôn em. Mèo. Gì vậy? Ông kêu gì vậy? Kêu mèo. Kêu tôi gì? Nó giết tôi. Ai giết ông? Tôi đó. Có giết ông đâu. Ai? Lại đây mày. Thái tử à. Tử. Kì kì kì. Cái gì mà thái tử rồi còn kì kì kì. Đâu rồi? Không có ai hết trơn à. Còn có ba layer. Chị Banda là cái thằng đó đó. Ông nói đâu chứ gì? Nó có nói kì cười kì cười. Thấy không? Có hàng giấy. Bảo vệ sức khỏe của chị, sức khỏe chị giờ còn trẻ và trâu lắm. Chị đang còn rất trẻ và trâu. Giờ mình còn 10 giây nữa mình sẽ vô đánh boss, đánh cái thằng chung kết với mình đó. Trời ơi, mày nha. Em bò luôn á. Em thấy được có con bò hồi nãy là em hốt sao cái mặt của mày làm cho tao muốn cắn mày. Ok, cái thằng đó nằm bên tay phải em bên tay trái của chị. Ok. Hai người cố gắng đánh nó đi. Yeah. Chạy nó mới chạy đi bên ta trước á. Cứu nó lên đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đang có dạng mày quýnh đó. Ừ. Rồi chị bên ta quanh lên. Lúc đầu nó đi rồi, em bên đây em chị tôi ta đối nha nè. Mình hả? Chị kiếm cái áo chị mặc. Người ta thường nói là gì? Mấy thằng nam nhi đại dụng phu. Người ta thường nói khi yêu con tìm mù lò. Chị là chị bên đây. Em chưa đánh chị luôn á chị bên đây. Trời ơi chị tàn nhẫn quá đó. Chị còn có một máu luôn á mày. Trời ơi ta. Tàn nhẫn. Tàn nhẫn. Tàn nhẫn quá đi. Lần đầu tiên trong đời chị được thắng, không thấy chưa? Seri giúp mẹ đi mọi người, dù sao hạng 2 cũng vui rồi. Miễn sao mình còn đứng ở đây là mình vui rồi các bạn. Mình tuột xuống mình mới thấy buồn thôi, chứ mình đứng lên còn vui lắm. À, con mèo nào mà lại đặt tên là thái tử được em? Con mèo thì sẽ đặt tên là meo meo. Teo 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 teo. Seri giúp mẹ nha mọi người ơi, mọi người. Seri giúp mẹ đi. Ok, vô, tiếp. Xong đây là tôi muốn chơi Rinnin quá hả? Ông bắt thái tử của tôi lên cho kêu chi mấy bạn la làng la sớm kìa. Chị dạ, à? À, bằng thấy thái tử của tôi. Kêu gì? Kêu gì? Trời ơi. Ôi thần linh ơi. Rồi chạy đi. Trời con mắt. Trời chạy vô đây chị đâu chị Minh ơi. Hướng nào rồi chị thấy được rồi. Chị đâu chị đâu chị đâu. Ủa nãy chị lấy được cái kiếm mà. Thằng khác nói rồi. Trời ơi. Trời ơi, chết em rồi chị Banda ơi, đi kiếm chỗ nào không có người em chị sinh sống chị Banda ơi. Chị cứ đụng mô. Ô, có kiếm rồi. Chị Banda kiếm rồi, nè 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 nè. Nè. Kiếm lấy. Ok, ngon rồi. Chạy. Let's go, bị chỗ ai chỗ vô. Cảm ơn bảy bè. Hình như đây 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 đi theo em, em biết chỗ nào có bò. Lết theo nè, sau lưng nè. Em biết chỗ nào có con bò. Mèo ơi, có cái bạn fan này bạn nó không có đánh tôi mèo. Thì tốt. Không đánh nào thì luôn. Lên đây nè, bạn đó đang biết chỗ của con bò. Lên đây.
bà đã biết chỗ có con bò, bà nó đi lên kìa chị Minh Anh. Đây nè, đây có con bò. Ừ, em nhớ là khu này có con bò. Rồi bò xong đâu? Chưa thấy con bò đâu hết. Chuyện nào mới kiếm được kiếm sắt ta. Có cái quần. Bên này chị Minh Anh chị thấy đâu hả? Ai biết nè. Bên này đi ngược lại, đi ngược lại. Hình như em nhớ đây nè. Đâu đây nè. Mày cắn tao đi. Chậu tiền chỗ mèo ơi. Rồi không có rồi, không có rồi. Đi bên kia. Con rùa. Ê đập cà dí rồi quýt không? Vớt luôn, vớt. Vào mình kiếm kia. Vớt ra mà chị có kiếm đá, chưa có kiếm sắt mèo ơi. Kìa hai thằng luôn, chị Minh Anh hai thằng luôn. Rồi vớt này luôn. Hai đứa mình vô nhậu luôn. Xong kiếm mình bít té. Cảm ơn Thi đưa nó cho chị nha, nhưng mà chị đang giúp chị Minh Anh xử Minh Anh. Ôi trời ơi. Chị đánh rất là giỏi. Ê, sau này chị lấy đồ không được ta. Không biết luôn nè, em cũng lấy đồ không được nè. Cảm giác sao á. Ê, chị ba, sao nó chạy đi. Ủa, ông hốt. Đừng tao. Đừng em ơi, đừng khiêu chị. Chị không có khiêu. Đi chị ba, đi. Đừng tao, đừng quên déo. Tài ba. Chị làm gì vậy? Con người của chị. Con người chị lúc nào cũng dơ vậy. Ăn dơ nói bẩn. Chị đây không? Chị đi theo em ơi. Chị đi theo em luôn, hồi chị hả? Chị bị trúng cánh thì đừng có kêu em cứu chị nha. Cứu đi mèo à? Đừng cứu chị, chị mình nó mới chọn. Ủa? Đi đâu lên, đi lộn. Chị đâu vậy? Em xuống đi nè. Thính hả ta? Thính hả? Không phải thính. Mèo ơi. Thái tử thôi hả? Đâu? Mèo. Đâu? Mèo. Đâu? À. Chỗ ông Phan của ông Hốt nè. Hốt. Thính thế rồi. Thính đầu ra cứ bày lùm tùm, lùm tà lùm tùm. Thịt gà bánh. Đưa cho em chứ, cho em đó à. Thịt gà bánh hả? Cho nó kim cương luôn. Thôi mọi thôi đi. Cay okay à. Rồi ông Phan cái thú này bị bỏ rơi rồi, đi theo mình luôn rồi. Rồi, thấy chưa? Bởi vậy xe đem giúp mẹ đi mọi người ơi, mọi người xe phim giúp mẹ với. Xe đi chị đi nha. Ai xe đem phim của chị là Trường Sinh Bất Tử đó. Ai đem cho chị là Thần Tiên Giáng Trần đó. Còn ai mà coi video của chị mà like nữa, đó chính là hả? Chị quên cái gì ta? Cái gì quên rồi, hồi nãy mình nói là gì quên. Cái gì ta? Cái gì mà chị ta? À, trẻ mãi không già. À đúng rồi, trẻ mãi không già. Ai mà like? Trong trăm tuổi. Trẻ mãi không già, trăm năm trăm tuổi, trăm năm hạnh phúc. Ôi ai quánh được? Ok, cảm ơn em. Trời ơi, giờ em quánh chị hả? Chục cái như vậy chị cũng hài lòng. Nhưng mà chục cái phải đưa cho chị cái giá kim cương như chứ. Quánh chị chục cái mà đưa cho đợi giáp đó là coi như tạm đời chị luôn em. Xe đưa giúp em nha, xe đưa giúp em nha, nhớ nha. Đính đính đồng, à, đính đính đồng. Đồng đính 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 đồng. Chỗ này nhớ nãy đi vô rồi mà ba. Nhưng mà trận lần trước chị đi vô, nhưng mà trận lần này chị chưa có vô, chị chịu không? Chị thấy cái đường này nó thân quen sao? Bất buồn, đây nè. Ui trời ơi, cái cuối rớt, té giật mặt. Bắt biết chị bơi cả nhà. Em biết chị không bơi qua được. Xe đem phim giúp mèo đi, cái nhà ơi, cái nhà à. Xe đem phim giúp chị đi, để cho mấy em Trường Sinh Bất Tử đi mấy em ơi. Oh my god, còn có 4 phút nữa vô chị Minh Anh. Ok, trời mừng quá, 4 phút nữa vô chị Minh Anh. Trời ơi, thì còn 4 phút mình vậy, ông này với ông kia nữa à. Ai đâu. Không ai đâu, phụt. Để chị ba dài sắc vậy đó. 2 phút chào chị, lần lúc em lên chị một lần rồi mà chị không thấy. Ủa, thiệt hả? Sao mà chị lại vô dụng tới như vậy? Tại sao lại vô dụng tới vậy? Fandom chỉ có bao nhiêu đó thôi mà cũng không thấy. Chị xin lỗi nhiều nha Thanh Trúc. Nhưng mà lần này chị cảm ơn rất là nhiều nha. Đáng trách chị quá, chị thật là đáng trách. Là chị nhảy xuống đây hả? Chị tự tử rồi. Không được. Ê, Thính Trúc lên. Thật ra chị tính tự tử rồi, nhưng mà chị thấy Thính Thành Trúc. Thính đâu ạ? À, phải rồi. Chết luôn. Oh my god. Rồi, xong luôn. Thính này, teo. Đừng có lợi cầu quá, chừng trời đắng đó nha. Không có, mình lợi đó Thính nó đè mình chết. Kìa ông đâu đang đứng quơ tay kêu Thính kìa, thấy thương chưa? Đúng rồi em. Đúng rồi em. Oh my god. Không kịp lấy Thính luôn. Rồi luôn. Em xe đồ chị, cảm ơn Linh Nguyễn. Em sẽ trẻ mãi không già luôn, Trường Sinh Bất Tử luôn. Ok. Mèo sao mèo? Mèo biết truyền long kiếm không mèo? À, tôi là truyền quyền bảo đây. Ê, đây, đây. Quyền bảo, truyền quyền bảo. Ê, vô đây. Chị mèo. Hình như năm nay là năm thứ 3. Đúng rồi em, năm nay là chắc hết năm nay là chị gần. Chị được, ủa gì? Tới tháng 2 năm sau cái gì chị mới được tròn 3 năm em. Chị không nhớ luôn em nói. Không có một máu nghe, đừng giỡn chị. Ôi, nha. Hết máu rồi, không ăn được luôn. Hốt rồi, tôi chết rồi, hốt rồi. Phan, cái gì? Phan mẹ ơi, em quánh phụ chị đi em. Em phan chị mà em cứu chị đây, với. Đây, đây. Cứu chị với em. Tay. Cứu chị với em ơi, cứu đây, chị đang kẻ nó đi em. Đây. Em phan chị mà. Vô đây, vô đây. Cứu chị, vô. Đi đường khác, em đi ông phải động đăng mặn dạnh mà em biết lắm.
đang bắn vợn à. Đẩy theo đã, không bắn đâu. Ông sẽ dắn vợn. Ủa mày gớm, trời ơi, còn bắn tôi đi. Đời đời đất ơi, đời. Đó. Thì hãy hả, chó này nè. Chó lên, ánh rồi, hết hồn. Thôi Thái Tử. Rồi xong, còn bạn này luôn, bạn này giờ sao? Thái Tử nó chụp chân tôi hết hồn luôn á. Bạn này giờ sao, đã nói là tôi học Phi Long Kiếm mà, mày hiểu không? Hiểu không? Nhìn bạn này nè nghe, chạy xài chiêu cuối nè mèo. Dạ. Chạy 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 chạy. Xin lỗi chị, em hết tiền rồi. Trời ơi, không sao hết, mấy em chỉ cần xem livestream và share livestream cho chị đó, mấy em trường sinh bất tử rồi, mấy em hiểu không? Khổ quá. Em hết tiền đó là em là một cô bé đáng yêu, biết chưa? Đúng rồi. Tại sao em hết tiền? Tại vì em donate cho chị em hết tiền, chứ đâu phải là tại vì đâu, em hiểu không? Em không cần đau lòng như vậy. Tháng 2, đúng rồi, đúng không? Đúng không? Tháng 2 nè. Tháng 2 năm 2020 là chị sẽ tròn 3 năm chị làm YouTube. Đúng không ta? Đúng không mọi người? À, ngày mấy tháng 2 ta, các bạn giúp nhớ giúp mèo đi, hình như là ngày 19 hay là ngày 9 tháng 2 gì đó là mèo sẽ tròn 3 năm làm YouTube. Mình làm hồi tháng 2 2017, đúng không mấy bạn? Mình không nhớ luôn á, bạn nào nhớ bạn comment giúp mèo nha, các bạn coi giúp mèo coi cái lịch sử, cái tiểu sử ở trên cái Facebook của mèo, giới thiệu ở trên cái kênh YouTube của mèo, các bạn sẽ biết được là mèo đã làm YouTube được bao lâu rồi nha. Bắt đầu kênh á, thành lập kênh vào bao lâu. Ok. Còn hai người nữa, một người nữa chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi. Cố lên mọi người ơi. Phân tích tên Thái Tử. Thái là biến Thái Tử là tự tử suy ra. Thái tử là biến Thái à? Oh my god, biến Thái tới mức tự tử. Oh my god. Em à, em không nên nói như vậy em à. Em nói gì em chỉ đau lòng lắm. Như vậy không đúng. Thái là gì ta, để mình nghĩ cái Thái là. Thái là thông thái. Tử, tử là gì? Thái là thái giám. Tại sao? Tử thái... là con. Dạ, con của thái giám. Thái vậy. Ai bậy, phải con thái giám. Thái giám là bác con. Wow, tôi làm như chưa. Mà tôi là ba của nó, làm sao mà tôi là thái giám được. Mấy bạn à, mình trên nha mấy bạn. Trên tự nhiên hay sao ta? Ôi, chết hết rồi. Em thấy hết luôn. Giúp tôi mèo, giúp tôi mèo. Ủa, cái đường này. Mèo cứ bắt tự nhiên đi mèo ơi. Ủa, mấy mày trên sao hả? Cũng nhắn vô là trên vậy đó. Rồi đứng đây đi, bạn này biết trôn nè. Đinh đinh đồng. Hút hay gì hút? Hút. Chó đi mày. Qua. Chó đi, nhắn đi. Hút. Nhắn đi. Đúng trời rồi. Ơi, có thằng sau đi. Lưng ông, có thằng sau lưng ông. Nhắn đi mèo, nhắn hút. Đi. Rồi, nó chết rồi, hút đi. Ê, thằng này nó nhắn, không phải tôi đâu nha. Chạy nó, tôi cho nó nhắn rồi. Chạy đi hút à, okay. Chạy đi chờ chi. Chạy đi chờ chi. Thằng này nó nhắn rồi. Trời ơi, nó nhắn đi, tôi biết ngay nó nhắn mà. Sao ác vậy? Thằng này áo vậy, tôi phá skill đó. Để tôi phá skill đó. Mèo. Tôi phá skill đó. Nhắn mọi người lại mèo. Tôi phá skill đó rồi. Tôi phá skill đó rồi. Qua hút qua đi. Nhắn đi. Tôi nhắn nha. Đó thấy chưa? Tôi phá skill đó. Chạy lên tôi nhắn nè. Đó thấy chưa? Ai đâu lấy hình chúc. Anh chúc ơi, cảm ơn em rất là nhiều luôn ha. Thằng này đang muốn phá hút nè. Hút thằng này đang muốn phá. Chạy nó. Tôi sẽ bắt mấy thằng sau lưng này. Sao rồi? Tôi còn sống lắm. Vậy tôi chặn thằng sau lưng nha, ông lo chứ. Nhăn răng. Thôi chết. Trời ơi, cái thằng đó. Cái thằng gì? Này, mày dám chạy hả? Dám chạy hả? Ấn cám mà anh bẫy mày, chết chưa? Ủa chị bên đây hả? Qua đi chị bên đây. Chạy. Thề là cú đó mèo không có bấm nha mấy bạn. Vậy đích. Đích chưa? Ok. Coi nè. Nhảy nè. Cứu chị bên đây mèo. Chị bên đây, tôi đâu có làm gì bả đâu. Rồi, chị bên đây đứng yên, chị bên đây nhảy trèo lên, chị bên đây. Chị nhảy với chị bên đây. Đó rồi. Mèo đi phá đi, mèo phá đi, nhắn đi. Ôi, mấy chỗ này tôi nhắn hết rồi, nó chưa có là hồi lại. Rồi, vô chị bên đây, rồi chị về nhảy luôn, ghê. Bạn anh về ba, bạn hổ về ba nè. Quay. Rồi. Ôi, lần đầu tiên trong cuộc đời của chị. Không chưa, hạnh phúc chưa? Rồi, coi nè, ông này nè. Huy. Cái đó là gì vậy? Ủa sao Bi khổng lồ rơi xuống. Vậy hả? Ừ. Rồi rơi chưa? Rồi chết chưa? Rơi rồi chết rồi. Cao bồi đi anh chị. Trời ơi, sao bạn phái cao. Hình như thôi chút hút stream cao bồi hết. Đúng vậy. Chút hút sẽ stream cao bồi mọi người. Chị đang cao dương. Hey. Wow. Rồi, qua được rồi. Chị đang cao bồi em chị bên ta. Được không? Vui không? Vui. Đi cá vào game cho thôi. Không quên chị coi chị hát cùng mắt con cá sấu á. Thôi tiểu ngập à.
Ủa nãy tôi ngọc qua, tôi ngọc mới nói cái gì mà đá vào game con thôi. Nè thấy chưa, ghét hút nè, gấu trúc nè, gấu trúc nè, thấy chưa, thấy em giăng tay người gắt chưa. Có bạn hổ nè, thấy chưa. Bạn hổ, có bạn hổ nè, lấy đồ xong chết đó, thấy chưa. Vậy mà ta chạy ghê không. À cọp, cọp hả, cọp, cọp. Đâu cầm đâu. Cầm nãy mới dạng 3 đó. Kênh tạo từ ngày 30 tháng 3. Kênh chị tạo từ ngày 30 tháng 3 hả mấy bạn? Đâu có đâu, mèo tạo đâu hồi tháng 7 mà. Tôi nhớ luôn á, ok thôi cậy đi em để ngồi chị coi coi chị đã tạo cái kênh đó từ hồi bao lâu. Đừng nhắc, đừng nhắc bà Lý. Ô tè. Tèo 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 tèo. Đằng ơi chạy sau lưng bà gấu trúc luôn các bạn. Cái án bắt khó chịu quá. Em chạy sau lưng chị luôn á. Chị khó chịu mà em chạy sau lưng chị luôn á. Chạy. Oh my god. Ủa thần linh ơi. Động lông gà đâu xuất hiện đi. Mèo mèo đang ăn gì, ăn gì với mèo, cố lên mèo. Ủa các bạn nó nhường tôi vậy. Nhắn ha. Á chồng game. Không có nó nhường. Trời ơi thằng Linh ơi. Ôi thằng Linh ơi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Holy shit, oh my god, làm ơn đừng có nhấn tôi mà. Tôi khổ lắm anh em dòng hồ ơi. Rồi mèo tới đó là mèo không thể nào về đến kịp rồi mèo ơi. Ui mèo té. Khổ quá, đừng nhấn mà, khổ quá mà. Tôi đi mà. Bà Ly. Mấy má, mấy anh, mấy chị ơi. Trời ơi, đủ lòng từ bi. Hãy mà tha cho tôi đi. Oh my god. Quá đi. Ui, âm ức quá đâu. Đây. Hãy giải bài không? Em đâu em? Chị đâu? Ngồi vậy. Chị đó hả? Là chị Vanda đó hả? Đó. Rồi, em thấy chị là biết em đang ở đâu rồi. Em biết cùng cuộc đời của em ở đâu rồi. Rồi, gì nhất là mèo ơi. Em biết cuộc. Oh my god. Trời. Từng dám khinh dễ chị à. Nhảy qua sao mà nhảy qua được mà nhảy. Trời ơi. Really? Trời ơi mấy nó chết hết rồi, mèo chạy, mèo ăn gì á. Ủa mèo hạng ba rồi, rồi chị em ba, chị đang hạng ba rồi, mèo thua rồi mèo ơi. Really? Chị đang hạng ba rồi. Ủa nay tôi chạy là tôi sao sao đâu ta. Chị đang hạng ba luôn rồi, chị đang nay chạy dễ dữ rồi. Cho tôi qua màn khác đi, cho tôi qua màn khác đi, tôi hết muốn chạy rồi. Ok. Tôi đau lòng, chị đang buồn. Tôi hạng nhất chị đang hạng ba, chị đang buồn. Ủa là sao em? Là sao Thanh Trúc, chị không hiểu em đang nói gì hết. Chào anh Tuyển Ngọc, hôm nay phá lệ ba lần là sao? Là trong đời em chỉ hề là một ngày chỉ đâu hai lần thôi hả? Thế sao? Kênh chị tạo hồi 9 tháng 2 2017 em mới xem xong ạ. Ừ, đúng rồi, ba chị nhớ là ngày 9 hay là ngày 19 gì đó chị cũng nhớ nổi. Ngày 9 tháng 2 2017 có nghĩa là đến ngày 9 tháng 2 2020 là tròn 3 năm chị thành lập kênh YouTube của chị. Và chị oh my god, chị chưa được 3 triệu sub. À, đau lòng quá đi. Chị đã tạo 3 năm rồi đó mấy em ạ. Kênh của chị đã được 3 năm rồi, gần 3 năm mà chị chưa được 3 triệu sub. Các bạn ơi làm ơn giúp chị 3 năm cho chị tròn 3 triệu sub cho chị vui vẻ hạnh phúc ha. Hạnh phúc gia đình chị cho ba mẹ chị tự hào chị đi mấy em ơi. Chị gần 3 năm rồi mà chị chưa được 3 triệu sub. Trời. Em thấy ôi trời ơi. Em thấy chị đáng thương không? Ôi. Ôi. Ôi mày. Ôi trời. Một pha chết vô cùng đau lòng. Có chừng. Thề luôn á, sao lúc nào tôi cũng vậy vậy ta? Sao lúc nào mình cũng hẩm hiu cái số của mình, nó lận đận, nó lao đao, đao sao đâu. Tôi còn chạy sau lưng mèo nữa nè, mèo cùng chị nhanh chán mèo. Số của mình nó lận đận, nó lao đao, nó sao sao đâu. Ôi, rồi luôn. Không còn con sông, nước dâng tràn lên mảng hồng. Nước dâng tràn lên mảng hồng. Trời ơi, tôi chạy chậm. Tôi chậm như một con rùa. Hên quá đi. Hên quá đi, à nho. Đừng ai nhấn bờ ly. Đừng ai oh my god. Oh my god. Đừng ai chạy được mặt mày hết nha. Đừng ai nhấn bờ ly. Đừng ai nhấn bờ ly. Rồi xong, từ hạng nhất tôi về hạng tốt. Đừng ai nhấn bờ ly. Oh my god. Oh no. Chết đi. Hay chết đi đừng ai ngùng. Hay chết đi đừng ai ngùng. Tên Tên. Oh my god. Nghĩ sao? Oh my god. Nghĩ sao cộng lông bay mà được vậy vậy? Oh my god. Chết. Oh my god, đau lòng quá. Oh my god, đau lòng. Đừng nghe hạng nhất của tôi. Hạng nhất của em, tôi chị Vanda rồi luôn rồi. Xong. Chết em rồi. Chị Vanda chết rồi mèo ơi, đừng lo. Mèo duy nhất có mèo. Đúng rồi. Mèo duy nhất, mèo duy nhì, tôi về ba. Trời ơi. Đâu?
Mèo gì nhì. Mèo ơi gì nhì rồi. Thôi qua mặt khác ha. Sao còn đứng trên tượng đài còn coi được. Khỏi coi đi. Coi đi mình gì nhì biết quen rồi mèo ơi. Chị bật cam đi, cam chị hôm nay chị mới bật được em ơi. Ok, trả lúc nãy mình về nhì nha mấy bạn. Và thấy không? Mèo đã về nhì. Ồ, mặc dù mình đã chết rất là nhiều lần nhưng mà đã không bỏ cuộc. Và cái chết mình nhận được là mình được về nhì. Thái Tử rồi. Thái Tử ơi. Thái Tử à? Đây đi thẳng rồi con. Thái Tử à? Thái Tử đi thẳng. Đang buồn. Mày nhỏ xíu mà mày lớn tuổi mày động địch, mày chạy điên rồi mày. Dạ. Fan anh hút kìa đó, có fan anh hút em ở đây. Em ơi, em thấy chị hôn em ơi. Fan anh hút em ơi. Em làm gì gì đó đúng đắn với cái trái tim của em đi em. Chị trong dắt nè em. Ủa sao có thằng đó nó Tôn rồi. Tôn Sư Huynh rồi. Trời ơi, ơi ơi đau lòng quá đi thôi. Bao ngày tháng. Rồi tại không ai nhắn luôn mèo, không ai nhắn luôn á, chỉ cần chạy thôi, bán tập chạy đi. Anh thích ăn khoai mì, còn mình em thích ăn khoai tây. Em đâu anh cần khoai nuốt mà không nhai. Tăng 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 chết bà tôi luôn. Oh my god. Đau lòng quá. Đau lòng quá. Ôi trời ơi. Ủa khúc đó nhảy sao thề luôn khúc đó nhảy được khúc đó thề luôn á. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Oh my god. Một lần nữa đi, okay. Một lần nữa thôi. Gì vậy chị Minh Na? Gì một lần nữa thôi vậy? Ồ mèo chanh. Oh my god mèo chanh nồ. Oh my god tôi đang chạy sau lưng mèo chanh nồ. Oh my god. Oh my god. Chị sẽ không bao giờ chạy. Ôi trời ơi. Thôi sẽ không bao giờ. Gì chị Minh Na? Lần nữa thôi. Chị thấy cảm thấy thì sao vậy? Ủa hút vậy nhất hả? Tôi về nhì. Rồi luôn rồi, có người về 3, về 4 rồi luôn rồi. Ờ xong luôn. Qua trận khác ha. Trời, đau lòng quá. Kỳ quá. Đừng tao lại. Thôi mình lần nữa là không sao, dù sao mèo về 4 cũng đỡ đi mấy bạn. Tổng lại, chị thành lập kênh từ khi nào chị? Trời ơi, chị mới nói luôn đó. Tháng 2 2017 nè. Là tháng 2 2017 nè. Bạn nhớ chưa? Tháng 2 2017 đó chính là ngày chị thành lập kênh. Ngày 9 tháng 2 2017. Celery giúp mèo mọi người ơi. Mọi người ơi, Celery giúp mèo đây. Chị cứ nhắn hết luôn vậy mà đây, chị đừng có ai cho nghe hết á. Chị cứ canh chị nhắn vậy mà đây, chị canh chị nhắn á. Chị canh ngay cái thằng nào mà đang chạy nhất chị nhắn gọi cho. Hả? Đúng cái gì? Oh my god. Trời ơi, trời khổ. Còn em cái thằng em chung chị nó nhắn còn quyết liệt cái chị nữa. Chị Minh Na chạy ra từ đầu luôn á. Ok giờ rồi chị kiếm thằng khác chị nhất. Chị nào mà chị thấy em không? Ờ nó biết. Chị Minh Na, chị nào chị nghe em mà chị đừng nhắn nha. Bé. Chị nhớ không? Chị Minh Na chị nhớ không? Nhớ. Em nhớ, là không nhớ, nhớ quên quên. Khùng điên. Em. Vô dân quá. Mèo coi nè mèo. Chạy nè. Mày coi nè mèo. Mày đi xuống. Đợi xong luôn. Em dậy chót luôn. Đau lòng quá chị Minh Na. Chạy đi chị mới nhắn xong á. Chị hay quá em nè, em đứng sau lưng đó luôn á. Em nè nha, em tới nè. Ủa khoan, em không thấy chị. Em không có thấy chị, từ để em đừng làm thấy chị đi rồi em lo làm tiếp. Chị thấy thân nữa mèo cưng lắm. Đau lòng quá đi thôi. Ê tao nè, tao nè. Ê tao nè. Ê. Thấy cái thằng này nó hát như con cá tóc lá. Nhất nè, té nè. Em chị bà ta ơi, trời ơi, tao khổ quá mà. Tao khổ quá mà. Qua trận khác cái mày ha. Đứng đây chờ cộng tay. Gì vậy? Qua trận khác chứ mèo chết rồi. Vậy hả? Ừ. Đau lòng quá. 30 tháng 3 là ngày clip đầu. 30 tháng 3 là ngày. Nó ngồi trình anh. Đau thương quá. Tôi đẹp Thái Tử quá. Không ai chơi với Thái Tử hết kìa. Tội thương quá à chị Minh Na ơi. Chị cũng ngồi trình anh nè. Nhưng mà chị không có đáng thương bằng nó. Chị không có dễ thương bằng nó. Thái Tử đáng yêu quá à. Trời ơi thương không. Ủa nó được chơi cái nó mừng lắm luôn. Chị ơi, 13 giây nữa. Chị Minh Na nhấn chết bọn nó đi. Trời ơi trời. Chị Minh Na nhấn toàn chết chị, không chết ai hết mấy em. Nữa. Chị Minh Na còn hơi chết rồi. Chị canh em được chị nhấn em không đó. Chị nhấn cần. Trời luôn á. Mấy cái trận nào á mà lúc đầu á mình xuất phát á im đẹp á thì mình còn đỡ các bạn. Đúng rồi. Chứ mấy cái trận này là coi như là hồi mình về bóp hết. Chị nói cưng vừa vô mà cưng chết là cưng hiểu rồi đó. À, rồi xong tôi vừa vô tôi chết luôn mèo, tôi chết luôn mèo. Cái gì vậy? Tôi chết luôn mèo ơi. Oh my god.
Oh my god, tôi không tin được, tôi mới bị gì vậy ta? Chết. Tôi mới bị gì ngay chỗ này chết. Nè. Rất nhiều người chết. Tôi mới. Thế sao chị thấy con đứa cậy hết? Lắm. Dạ. Đừng có tư thiệt là kinh khủng. Nó banh cái chân lên trước đúng không? Đúng rồi. Chị chiêu quá chị Banda. Thề luôn á, chỗ đó sao lúc nào cũng chết, không có nhảy ra được. Chị sợ khúc này nè. Thụ hình quá má ơi, thằng Linh ơi. Lần đầu trong cuộc đời con tự bay qua đó, thật là vui quá đi. Ê, ê, ê. Oh my god, oh my god, god, god. Oh my god. Mèo oh chết god. Rồi. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Nãy tôi về nhất hoài luôn mèo. Tôi chơi mà tôi im lặng là sự im lặng của người về nhất đó mèo. Im lặng là vàng. Là lạc mà về chỗ. Oh my god. Hài hoài. Là một ánh mắt. Tôi nghĩ là mèo nên chơi trận khác đi mèo. Mèo ơi, mấy cạn lời. Nó con mèo không tha một giây. Cạn lời. Thái tử là thỏ hả chị? Ừ đúng rồi. Thỏ. Nó gần giống con thỏ. Mấy bạn anh ta nói mày là thỏ nè. Nó gần giống con thỏ mấy bạn. Một hồi hút stream á mấy bạn sẽ biết được thái tử là con bạch thộn nào. Mặt nó như cái mầm. Mấy cái mặt nó như cái mầm. Ok. Này đây, cái này đây. Cái này nè. Cái này nè. Mày chạy đi mèo. Ok để tôi chạy. Nhớ nha, lần này em phải giữ sĩ diện cho tôi nha. Mình hả chung team với nhau mà không giữ tôi. Không giữ sĩ diện. Không giữ sĩ diện cho nhau là hả mệt lắm đó. Ơi, ai vậy? Hút ơi, chết hút ơi. Hút ơi. Mèo nhảy đi. Ơi. Thằng nào hút ơi, thằng bay ông hút ơi. Tôi đó. Hình như nó không nhấn tôi. Ô, oh, dạ. Nhớ đi. Ô, tôi. Nó là người khác. Trời đất. Nó chứ không phải tôi. Trời ơi. Mèo chạy đi mèo đang nhất á, tôi cho mày chạy đi. Cái thằng kia nó lên nhất. Trời. Không, thằng kia nó chưa có lên. Trời ơi, nó bắn tôi. Oh my god. Thằng kia nó chưa có lên. Tao lạy mày. Mày làm ơn đi thay tao đi. Trời nó dí tao dí. Cái thằng đó nó dí mèo á, cái thằng đó nó dí mèo á. Dí sao lưng tôi, nó bắn tôi quá trời hết ơi. À, con người thì chưa thấy ai mà tàn nhẫn ác độc như mày luôn đó, cái thằng kia. Tôi ngưng lại. Tôi nè mèo, tôi nhắn tôi quá trời. Mèo chạy qua, mèo bay quá. Ông điên à, có lông đâu mà bay. Thôi, anh nhấn tôi hết rồi, tôi biết ngay mà hết rồi. Chuột cái thằng đó, thằng bộ, thằng kia, ông chạm phá skill nó đi hết rồi. Mẹ tôi đang phá nè, mà mèo phải về nhất đi, tôi mới phá được, về nhất chưa? Tôi chưa về nhất. Trời ơi trời. Tôi nhấn cho thằng đó nó chết. Mà thằng kia nó chặn lên rồi. Ê, chạy tới rồi nè, chạy vô kìa. Trời ơi. Ủa? Con mèo đường đi nó xa. Bao nhiêu người chết đó mèo ơi. Quá. Nó lại nè. Con nghe hết chiêu của nó rồi. Rồi còn thằng lên rồi, nó lên luôn hết rồi, xong được. Rồi tôi ngăn nó rồi, Ok, tôi bay vô rồi. Mèo gì vậy? Fan này hạng nhất. Gì? Chị Panda hạng năm. Rồi xong rồi các bạn ơi. Tôi chỉ ngăn được tới đó thôi, kia nó chạy nhanh dữ lắm. Gần giống thỏ là con của con thỏ. Tôi không nhận. Công nhận em có một cái trí tưởng tượng phong phú. Cái con nào mà gần giống con thỏ đó chính là con của con thỏ. Đúng không chị? Ok giờ mình cho nó nói chuyện cho mất đi là mấy bạn phải dành ta với ánh mắt đó là sao? Cho nó nói chuyện cho mất đi, mấy bạn sẽ biết. Nói chuyện con, trả lời cái này. Nói chuyện tiếng đi con. É lên cái con. Trả lời con. Chí ché lên này. Chí ché ơi, quánh con cho con chí ché hả? Thay béo má con, hả con? Trả lời coi. Rồi xong. É ép đi con, ép đi. Rồi luôn rồi. Dạ này. Không hề la luôn, con này cũng kêu nó la hay nó khổ dã man luôn. Ba hồi cần nó la nó không la, ba hồi không cần nó la thì nó lại la. Cái thứ gì đâu á. Rồi, yay, mèo chơi thằng hai. Có fan mèo kìa, fan mèo mang niềm tự hào về cho mèo. Đúng kìa. Rồi, miễn sao có cái tên chị đứng chừng dần một đống này. Ủa này đâu rồi Phan? À đây. Miễn sao có cái tên chị đứng chặt dần một đống là chị hãnh diện không em? Trời ơi không thấy cái mặt chị mà có cái tên chị đứng đó chị cũng hãnh diện vô cùng tận. Celebrate giúp mèo đi mọi người ơi, Celebrate giúp mèo đi nha. Sóc bài. Wow, chị thích nuôi sóc bài lắm luôn á. Chị ước gì chị có con sóc bài á. Này kêu hoài. Ai mà thương sao mà kêu. Không có thương đâu, đừng có kêu. Rồi nó cắt móng tay cho nó mèo ơi, nó đào đau lắm. Nhìn cái mặt nó tròn dình, tròn do, nó ngồi, nó dòm, nó lâm đôm, lâm lâm. Cái này nó lịch sử quá. Chen chen lấn lấn thì chị đã hát. Còn nguyên cái bản mặt giống mặt ta. Còn chó. Đừng nhấn nha. Trời ơi trời. Tức quá chị Panda, hồ nó nhấn một cái tịch luôn. Cái nào vậy? Tức quá. Ôi, chị chạy hả? Trong một bài thường lớn. Không chết của đâu không ít. Không.
đầm quá, chết bớt thịt mày rồi. À, tôi chết rồi mèo ơi. Chị nói gì chị Bánh Tráng? Tao lại mày, tao biết mày sẽ nhanh, nhưng mày đừng làm như vậy, tao khổ lắm, hiểu không? Nhắn á, nó cho mèo chạy ra giữa, nó nhắn hay chưa? Tron cũng là một nghệ thuật tron đó mèo, không phải đơn giản là tron được đâu. Nghệ thuật tron là gì? Là nó canh mèo ra giữa, nó mới nhắn cho mèo không có chạy về được, mày hiểu không? Nó sợ mèo nhắc á. Quay xà mau. Nó sợ mèo chơi mèo nhắc á, mèo không chạy á. Thích để chành cộng lông. Không phải. Cái chết đúng không? Để chành cộng lông. Buồn không chị Bên Đa? Chị rầu. Muốn khóc. Ủa? Ủa sao thấy hàng kia nó chạy ngon quá vậy từ? Sao mình chạy qua mình chết vậy? Trời ơi. Nghệ thuật mèo ơi. Tại sao? Tại sao hai thằng đó nó chạy một cách tí ta tí tởn, mình chạy lại mình té mình chết. Ôi trời ơi, nó tức lắm. Tôi chết ở đây rồi, tôi cũng chưa tức nữa nè. Trời ơi, âm ớt quá ghê, âm ớt một cách kinh khủng khiếp. Âm ớt quá thật lên đời. Tôi mới bị cái gì đó xong vậy đó. Cái gì nhớ cái mèo? Nhớ cái mèo. Coi chừng nó trốn cái ơi cái chỗ này nè. Chỗ này. Giữ công lông nha. Ô tao nhớ được, tao nhớ được mày ơi. Tao nhớ được, tao nhớ. Nè nè, nó trốn, nó trốn, nó trốn. Có đâu đâu. Wow! Wow! Yeah! Yeah! Đá rồi xong rồi tôi đá tôi về nhì mà tôi bay xuống giật rồi mèo ơi. Yes yes ở đây lên. Đi ba. Ở đây lên lên. Ôi trời ơi, hạnh phúc quá đi. Ủa ai về nhì ai về? Ai về nhì? Nãy tôi cứu mọi người tôi chết rồi. Ông cứu hả? Sao cứu? Tôi nhảy xuống giật. Bắt người ta. Ôi nghe nghe chứ. Trò này có cứu nhau luôn hả? Trò này có cứu nhau luôn hả? Đó, tôi cứu mọi người. Còn tron gì mà tron khôn, đúng rồi, nó tron phải tron khôn chứ em. Cảm giác bây giờ thật là bồi hồi và xúc động, thật là lăn lăn. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, kêu. Kêu con, trả lời tiếng này, nhanh. Trả lời. Ẩm ra là kêu à. Ẩm ra là kêu để giờ không kêu. Đây. Đây. Đây 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 mèo trắng đi, mèo trắng. Mèo trắng. Ủa có ông nào ông đứng lại đứng chỗ cốc chốc vậy kìa. Ông làm như đó là ổng vậy. Dạch đó chị Bên Đa. Có ai thích tiếng, có ai thích tiếng không nữa đâu. Chị mèo giỏi quá. Thật ô chị không giỏi ai giỏi. Chị không giỏi ai giỏi. Giọng chị dễ thương quá. Ủa em có lộn giọng không em? Giọng đó đâu phải giọng chị đâu em. Cái giọng hồi nãy chị Ngân là chị Ngân nó kêu, nó phải giọng chị đâu. Anh Nhân, anh Nhân xíu. Anh Nhân xíu. Xe đi giúp mèo đi mọi người. Xe đi giúp mèo đi. Thái Tử à, đâu rồi? Thái Tử. Rồi, Thái Tử đi chơi rồi. Ok, cho đi chơi đi. Thôi nó lần sần dưới chân mình, hỏi cắn cái chân mình hoài. Hồi sáng này mèo vừa đi mua đồ. Lúc mèo đi mua đồ, mèo vô tình gặp rất là nhiều fan luôn. Lúc mà đi đón Thái Tử á, mèo gặp rất là nhiều fan luôn. Hình như cái đó chắc cũng được tầm mười mấy bạn á. Rất là nhiều luôn. Trời ơi mấy bạn đó hả, chụp hình vui vẻ tới tở tở mèo quá trời vui luôn. Khi mà mèo đăng cái clip mèo đi đón Thái Tử lên thì các bạn sẽ thấy được tất cả mấy bạn fan đó. Các bạn đó còn tặng cho chị quá trời đồ luôn. Tặng cho chị cái gì ta? Băng keo cá nhân mà dạng như băng keo cá nhân của cái này của Nhật hả ta? À đúng rồi, của Nhật. Mấy cái hình thù rất là dễ thương, cute, đáng yêu. Cái này chị sẽ để dành tới khi nào có cơ hội sử dụng thì sẽ sử dụng. Rồi, let's go. Mình là người chạy nữa mấy bạn ơi. Hello chị mèo, xin lỗi chị. Ủa có chị có em có làm gì sai chị đâu, em xin lỗi chị. Xông lên, xông lên. Xông lên. Trời ơi, tại mèo, tôi về chết luôn mèo. Chết luôn. Chết. Chết không? Hai đứa mình cùng nhau đi lên. Chó đúng không? Mấy đó nó nhắn hết à, không chừa cho ai đâu. Tao lên má ơi. Ôi thằng. Ủa cái gì vậy ta? Vô gì ta? Oh my god, tôi bị cái gì vậy nè? Ủa mình bị cái gì vậy mấy bạn? Các bạn thấy mình không? Ý là mình bị cái gì vậy đó, không thấy là mình vậy đó. Ủa mình nhắn đó. Bình thường mình chạy ghê lắm mà. Sao bây giờ mình lại vậy ta? Lạ lùng quá, ngộ nghĩnh quá. Tao lại mày đừng. Trời ơi, giờ có lại không? Mình có hả, giặt, mình có giặt đầu sát đất đi nữa. Nó giỡn bấm nút là bấm nút. Cái quần ác, ồn kinh khủng.
bấm đi. Từ nó để cho đứng một ở ngoài giữa một cục hả hù lứ ở đây rồi nó không bấm nữa. Ai mà chăng chăng hén cái mặt thấy tái vậy Tàn. Chăng chăng ôi trời ơi, trời ơi, fan mèo đang chạy cái này nè, đang chiến đấu mãnh liệt với tụi nó nè. Mày nhắn đi, tao biết mày sẽ nhớ. Đồ khốn. Mày nhấn đi, tao biết mày sẽ nhấn. Tao bay qua nè, mày nhục chưa? Về đứt. Tao ơi, chị Minh Đa. Tao ơi. Thôi chạy. Tao nhấn mèo hả mèo? Không lại mày. Rồi, ủa, bên đó còn đường hả? Không sao. Không sao, không sao, không sao hết. Không sao hết. Trời ơi, trời, có cơ hội vậy mà nhảy xuống chết. Trời ơi, nó tức. Trời ơi, sao con người phải là vô dụng tới như vậy? Tại sao mình lại vô dụng tới như vậy? Rồi về nhất. Có thâu. Mẹo về nhì với mẹo. Đừng nhá. Rồi xong. Về chó. Mẹo về nhì. Rồi. Chết liên tục ra. Fan mẹo về nhì rồi. Không còn cơm xong. Nơi thâu đang lên. Nghĩ chạy đi. Dẹp luôn đi. Dẹp. Dẹp luôn. Dẹp luôn đi. Dẹp luôn đi. Dẹp luôn đi. Ác ra mẹo nó ác ha. Trời ơi, tôi biết nó cho tôi bán thì chạy, tôi né hết rồi. Đau lòng. Tôi không muốn nhìn đời này nữa, đau không lòng. Không sao, nó nằm vô mày à. Thôi, giờ chém này vô văn quá này mẹ ơi. Đau lòng quá đi. Đừng ai cậu, đừng ai cậu vũ tôi, đừng ai động viên tôi, đang đau lòng lắm. Đi ra đến đi. Đến đây chỉ đơn cho nè. Đâu? Đâu? Không có người. Đâu? Đâu vậy ta đâu? À, chị đơn cho em gì đi, chị đơn cho em cái gì đi, đau lòng. Chị suy nghĩ cái sáng chị đơn cho. Ừ, chị được. Sáng chị đơn cho tô phở 2 trứng. Ok. Ủa phở sao chứ trứng? Ai biết nói đại. Thì phải đơn cho em một cái xúc xích 2 trứng. Một ổ bánh mì và 2 cái trứng. Ừ, được á, ổ bánh mì trứng. Ổ bánh mì trứng. Chị tài trợ thêm một cây xúc xích. Đúng rồi, thật là tốt quá chị Bình Đà. Dạ, chị cứ tài trợ. Đừng có buồn đó, mai tôi mua cho mẹ cái nhẫn 5 triệu chín. Vậy tôi hết cái chiếc nhẫn 5.9 à. Có cái vòng tay 500 triệu đẹp lắm, hút vòng tay full kim cương 500 triệu á, hút tôi buồn quá, hút ơi tôi đau lòng quá, hút tôi đau lòng quá, hút ơi, hút ơi tôi đau lòng quá, hút ơi, hút lại kèm mèo kiếm kìa. Có cái vòng tay full kim cương 500 hút triệu lại, đẹp kiếm lắm kìa. Tôi mà có được cái vòng tay full kim cương 500 triệu đó hả là tôi vui lắm, hút ơi. À, hút lại mèo kiếm kìa. Tôi đang đau lòng lắm nè, hút ơi, hút ơi, tôi đang đau lòng lắm, mà ăn ủi tôi đi, hút ơi, hút ơi, ăn ủi tôi giùm đi, hút ơi. Mèo, mèo hỏi tôi em mèo. Vậy? Tin vào đàn bà được không mèo? Hút hút nè. Chào anh, à chào anh có tin vào đàn bà không? Đàn bà hả? Ừ, đàn bà. À, anh ơi, gì vậy anh ơi, có nói gì vậy em ơi. Ủa gì vậy, khoan để hỏi lại. Anh à, hỏi lại cái nữa, anh có tin vào đàn bà không? Đàn bà hả? À, đàn bà. À, gì vậy, gì vậy. Ủa sao nào phanh mèo cũng vậy em vậy? Em à, em ơi, Phan ơi, Phan mèo ơi, em có tin vào đàn bà không? À, anh Deadwood Ben ơi, anh có tin vào đàn bà không? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Trả lời đi, có tin vào đàn bà không? Để trả lời một câu hỏi nghiêm túc như thế này thì tôi cần phải chuẩn bị. Đúng rồi. Rồi, sao? Đây, giờ hỏi lại đi. Đi lại là hỏi đúng không? Ok, rồi, bắt đầu, 1, 2, 3, let's go. À, anh ơi, anh cho em hỏi anh có tin vào đàn bà không? Đàn bà hả? Ờ, đúng rồi, đàn bà. Ờ, anh ơi, trả lời. Ủa sao kỳ vậy? Câu hỏi đơn giản vậy thôi mà khó trả lời lắm hả? Vậy mấy fan ơi, mấy fan cho mèo hỏi, mấy fan có tin vào con gái không? Trả lời đi. Là con chó hả chị? Nú. Nú, 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 người ta hỏi như vậy không phải thì nói không phải thì thôi đi. Đánh lừa đối thủ, đánh lừa đối thủ chị Banda. Không biết chị có gọi là đánh lừa đối thủ. Chị hiểu không? Yêu nhưng mèo. Cưng càng đánh lừa thì người ta sẽ càng biết. Sao? Cưng càng đánh lừa thì người ta sẽ càng biết đó. Ủa hút đâu, tôi còn đau lòng lắm hút. Chứ vòng 500 triệu sao hút tôi đau lòng quá. Ở đây có chỗ nhảy mèo ơi. Tôi muốn vụn vỡ trái tim này, hút ơi, hút đi. Hồi tôi hỏi ông á, suy nghĩ sao về cái vòng tay full kim cương 500 triệu hết. Ôi trời ơi, hết cho cây hết. Tôi thấy rồi, hết rồi, cho cây hết ơi. Hết ơi, hết. Cho cây có vui hơn không? Vui lắm. Nhưng mà cho cây ngoài đời tôi vui hơn. Cho cây, cho cây, cho cây. Cảm ơn mấy. Sao đây cầu thang không được. Chị Bà Đa, chị đâu rồi, đi chị Bà Đa ơi.
dao lên này. Lạc gô, lạc gô, lạc gô, Pikachu. Mặt đồ dao này. Mặt đồ dao này. Này. Dài này. Được phép đánh nhau hả mèo à? Đánh này. Ông này là ai vậy trời? Không biết chị Bình à, đánh đi chị Bình à. Đánh không phục. Đánh đi. Đã dắt lâu rồi, từ lâu rồi, về sau rồi. Cuộc tình chia hai đôi, người hơi nếu yêu đừng giặt dồi. À. Gì mà hát vậy mèo? Quay không chị Bình à? Đánh nè. Chị Bình à? Chị nè. Chị đâu rồi? Chị vô đây, vô đây. Chị đi đâu rồi? Vô đây, vô đây. Chặt, 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 chặt. Chị biết ai không? Chị biết đang đụng tới lông thể không chị Bình à? Út lại đây lấy cái đường. Sao lưng mèo nhiều hẳn lắm mèo? Phát không đó. Mèo à. Chị Bình à, chị đâu rồi? Cho chị nè. Người ta tới quýnh lộn không? Đây, chị đây, chị đây. Con người của chị á, con người của chị nè. Ủa chị có rồi hả? Khỏi cho chị luôn. Có gì vậy? Em chính cho cái kiếm sắt thôi hả? Đây chị lấy luôn khỏi. Bò 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 bò. Có gì vậy mẹ mốt? Có cái nón nè, có cái nón nè. Mò 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 mò. Kệ nó đi, nó cho nó đi chơi đi. À rồi cái ông này ông thương lỗi, ông đi theo mình. Ừ, ông đi theo được ông chết. Ừ ta. À em còn thiếu. Ông đi theo được ông được chết khúc cuối. À em cần, còn em thiếu một cái quần. Em thiếu một cái quần để cho nó mát. Quần này là quần của ai? Quần này là quần của này, ai? Này có cái thằng này dọc cái quần da ở đây lụm vô mặt đỡ lụm luôn vô. Chị lụm vô, chị phải hỏi, chị phải hỏi, chị phải hỏi. Hả? Quần này là quần của ai? Cái quần này là của ai? Cho chị nha. Nhưng mà mẹ chị... có tin vào con gái không? Hả? Mẹ có tin vào con gái không? Ở đây không có chỗ nhảy. Ở đây không có chỗ nhảy mấy bạn ơi. Phúc hỏi chị câu đó khó trả lời quá. Tại đây mà có cái giật là chị sẽ trả lời cho em coi nghe nghe. Tại sao lại không tin vào con gái? Trời ơi nay xì tai đó chị á, cái trend. Cái gì mình có theo trend chị ta? Cái trend gì ta? Cái trend. Không. Ờ cái trend nè. Oh my god, rồi 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 chết rồi rồi, xong rồi luôn. Rát game rồi mọi người ơi, tiêu rồi, tiêu rồi, rát game rồi. Chị thấy con của em đang làm gì chị Bình? Mèo bị dướng. Chị Bình ơi, chị thấy con của em đang làm gì? Đang đứng, đang bay. Ờ, lấy tay không quánh, lấy tay không quánh tôi xuống. Khổ quá. Rồi luôn, xong rồi. Mẹ sắp bị rát rồi mọi người ơi. Giờ phải chờ cho nó rát thôi, chứ giờ không có cách nào khác. À, thoát game được không? Được, thoát đi. Oh my god, láp rồi. Ok, xong luôn. À, ui, hết ơi, có gì đó sai sai hết ơi. Gì mèo? Sao đứng? Đứng okay. Máy luôn hả? Được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi. Thái tử ra đây con. Thái tử làm gì? Thái tử. Trời ơi, thái tử nó phá. Con. Tôi nghi thái tử nó cắn trong dây điện của tôi quá. Em của chị coi anh. Ủa là sao? Chị không hiểu. Là em của. Ủa, chị đâu có em? Chắc tôi đang suy nghĩ não tôi hơi căng. Ok, hôm nay mình sẽ kết thúc livestream ở đây luôn. Bây giờ Mood sẽ livestream cho mấy bạn xem. Không biết là Mood sẽ livestream cái gì, nhưng mà các bạn hãy qua ID là 69669 để xem livestream của Đến Mood. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người những livestream tiếp theo của mẹ nha.